Gia đình diễn viên Nguyệt Hằng, Anh Tuấn, sức khỏe của cả gia đình luôn là ưu tiên số 1. Vốn là cặp đôi trái dấu, thế nhưng ít ai nghĩ được gia đình nhỏ bé của cặp đôi diễn viên Nguyệt Hằng, Anh Tuấn đã trải qua một chặng đường hơn 2 thập kỷ với thành quả là 4 người con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Dù bận rộn ở cả nghề diễn và kinh doanh, nhưng cả hai vẫn cố gắng chăm lo cho tổ ấm của mình đủ đầy. Đặc biệt, việc chăm lo sức khỏe của cả gia đình luôn là ưu tiên số 1. Một năm thì cả nhà mình vẫn luôn để dành ra một ngày để đi khám định kỳ cho cả nhà nữa. Bởi vì thực sự là với cái tính chất công việc nghề nghiệp của bọn mình rất là thời gian rất là lung tung và cái việc bảo vệ sức khỏe là luôn luôn là quan trọng. Hơn nữa mình thấy dạo này căn bệnh ung thư thì rất nhiều người mắc phải mà đến khi phát hiện ra thì nó là đã là giai đoạn muộn rồi, cho nên bọn mình luôn muốn kiểm tra định kỳ sức khỏe để có bất chắc gì thì bọn mình có thể chữa chạy sớm. Trong cái thời gian dịch bệnh này, những cái người mà có bệnh lý nền là những người rất dễ bị nhiễm COVID. Và khi bị nhiễm COVID rồi thì cái COVID nó sẽ làm cho cái bệnh lý nền nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Thực ra thì Thu Cúc với cả gia đình anh Tuấn Nhật Hằng thì là đã quá quen rồi. Anh thì từ từ hay đến Thị Khê, Đại Từ hay là ra bên Trần Duy Hưng. Và nghe nói là cơ sở 136 Nguyễn Trãi khai trương, cho nên là mình đưa vợ con đi đến để khám để được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Với lần chăm sóc sức khỏe dịp này, diễn viên Nguyệt Hằng, diễn viên Anh Tuấn và con gái út trải nghiệm đầy đủ các danh mục thăm khám cần thiết tại Thu Cúc cơ sở 136 Nguyễn Trãi. Đặc biệt, vì con gái út đang trong độ tuổi phát triển, gia đình diễn viên Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã tin tưởng lựa chọn Thu Cúc TCI để theo dõi, kiểm tra sức khỏe tổng quát cho bé, từ nội soi tai mũi họng, khám răng hàm mặt, siêu âm ổ bụng cho tới thực hiện xét nghiệm máu. Việc khám cho trẻ nhỏ thì các bố mẹ cũng không nên chủ quan, bởi vì khám sớm cho các con để chúng ta có thể kiểm tra được sức khỏe tổng quan của các bé, như là mình biết về cái thể chất của các con, như là chiều cao này, cân nặng, rồi hoặc là có những em bé mà bị bệnh béo phì mà bố mẹ lại không để ý đến, lại cứ nghĩ là các con ăn tốt ngủ tốt thì mình cứ chiều theo các con thôi, nhưng mà mình không biết cái tiềm ẩn cái bệnh béo phì và thậm chí có những trẻ nhỏ bị bệnh suy dinh dưỡng nữa. Thì nếu như chúng ta mà không đi kiểm soát, không đi kiểm tra cho các con thì không thể biết để mà chúng ta điều chỉnh lại chế độ ăn uống của các con thì cũng rất nguy hiểm, bởi vì cũng sẽ có rất nhiều cái bệnh nền tiềm ẩn ở đằng sau đó. Thế cho nên là việc thăm khám cho các con, nhất là trẻ nhỏ, thì chúng ta càng nên phải chú trọng hơn. Vốn thăm khám nhiều lần tại Thu Cúc TCI các cơ sở khác, nhưng với lần trải nghiệm thăm khám đầu tiên tại cơ sở 4, tọa lạc tại vị trí 136 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, gia đình diễn viên Nguyệt Hằng và Anh Tuấn không khỏi bất ngờ và dành những lời khen có cánh. Cơ sở vật chất ở đây rất là khang trang và sạch sẽ. Đến đây thì được các nhân viên y tế ở đây hỗ trợ rất là nhiệt tình, chu đáo. Mình cần đi đến đâu là đều có người đưa đi đến đấy. Đặc biệt nữa là được các bác sĩ, các chuyên gia ở đây chăm sóc ở đây toàn những người mà có bằng cấp rất là cao, cho nên là anh Tuấn và gia đình rất là an tâm. Và một điều nữa là anh Tuấn thấy là công tác phòng dịch của Thu Cúc rất là tốt. Ví dụ như mình bận việc thì mình có thể khai báo online qua đường link của Thu Cúc. Sau khi đến thăm khám thì mình chỉ việc là quét mã QR thôi là có thể vào thăm khám được rồi. Lần đầu tiên mình đưa em bé nhỏ tuổi, mới có 3 tuổi thôi đi khám ở đây, em bé thứ tư. Các anh các chị của em bé thì đã quá quen khi mà việc đến bệnh viện Thu Cúc rồi, nhưng mà em bé út thì lại sợ bé quá, mà đến đây thì các bác sĩ sẽ khó, em bé sẽ sợ và không hợp tác. Nhưng mà cũng rất may ở đây là các cô điều dưỡng rất là có kinh nghiệm để chăm cho các em bé và cho bé chơi, rồi là cảm thấy gần gũi với bác sĩ hơn và không xóa đi cái cảm giác sợ sệt, cho nên là cái việc hợp tác và thăm khám cho em bé cũng rất là thuận lợi. Và sau khi khám xong thì lại được các cô tặng quà, tặng gấu bông, thì là đấy đúng đánh vào tâm lý của bạn trẻ con rồi, cho nên mình rất an tâm khi đưa các trẻ nhỏ đến đây. Khám sức khỏe ở Thu Cúc là tuyệt nhất. Hệ thống y tế Thu Cúc TCI chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn. Liên hệ ngay bây giờ để được đăng ký tư vấn miễn phí.